Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 4, tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cả dân tộc ta cùng hướng về cội nguồn bằng tấm lòng thành kính và sự biết ơn các vua hùng đã có công dựng nước để các thế hệ người Việt Nam gìn giữ và tiếp tục xây dựng đất nước đàng hoàng, tươi đẹp như ngày hôm nay. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia tại chùa Hưng Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Trên 944.000 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tết Giỗ Tổ, một nét đẹp văn hóa của người Việt. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn. Thu giữ nhiều hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu. Xe quá tải vẫn hoành hành trên nhiều tuyến đường, phá hoại nghiêm trọng các công trình giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm đã diễn ra lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia và khai mạc lễ hội truyền thống năm 2021. Dự lễ công bố có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hai bảo vật được trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia tại chùa Hương Lãng gồm tượng sư tử đá và hệ thống thành bậc đá. Đây là hai bảo vật có niên đại từ thời Lý được tạo tác bằng phương pháp thủ công với những nét chạm khắc vô cùng tinh xảo. Trong đó, tượng sư tử đá còn gọi là tượng ông sấm, có hình tượng linh vật sư tử đội tòa sen được thể hiện dưới dạng tượng tròn độc đáo. Hệ thống thành bậc đá hay còn được gọi là ông sấu, gồm 6 bộ thành bậc được tạo tác liền khối bằng đá sa thạch với những nét chạm khắc độc đáo hình chim phượng đứng múa trên hoa sen. Đây là hai bảo vật được coi là di sản điêu khắc Phật giáo sớm nhất và đẹp nhất thuộc thời Lý hiện còn ở Việt Nam. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao về giá trị lịch sử, văn hóa của hai bảo vật quốc gia tại chùa Hương Lãng, đồng thời yêu cầu việc bảo tồn bảo vật quốc gia là trách nhiệm của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương. Ngày 20 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện chỉ thị số 05, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai học tập sâu rộng đến từng cán bộ chiến sĩ, qua đó đã tạo khí thế trong các phong trào thi đua, các mô hình, cách làm mới đạt hiệu quả cao như phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào tự học, tự rèn luyện, nêu gương trong hành động. Trong 5 năm qua đã có 156 tập thể và 324 cá nhân có thành tích tiêu biểu được các cấp khen thưởng. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử. Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rà soát, lập và hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn và các địa điểm bỏ phiếu đúng luật định. Theo đó, toàn tỉnh có trên 944.000 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một số huyện thành phố có đông cử tri là Khoái Châu trên 156.000 cử tri, Ân Thi trên 111.000 cử tri, Yên Mỹ 109.000 cử tri, thành phố Hưng Yên trên 119.000 cử tri. Việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện bảo đảm về thời gian và đúng hướng dẫn của cấp trên. Do mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu, vì vậy, các địa phương hiện đang tiếp tục kiểm tra rà soát nhằm không để xảy ra sai sót tên tuổi, thiếu hoặc trùng danh sách cử tri, phân loại để đảm bảo xác định những trường hợp cử tri nào bỏ phiếu bầu 4 cấp, những trường hợp nào bỏ phiếu bầu 2 hoặc 3 cấp, đồng thời khẩn trương chuẩn bị tiến hành các công việc tiếp theo của cuộc bầu cử như niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ở khu vực bỏ phiếu, tổ chức hội nghị,
tiếp xúc, gặp gỡ giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, khách quan và đúng luật định. Thực hiện nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến nay huyện Văn Giang đã kiện toàn sắp xếp cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn tại 10 trên 11 xã thị trấn. Riêng xã Vĩnh Khúc đang hoàn thiện phương án và đề nghị phê duyệt. Hiện số người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở huyện Văn Giang là 105 người, giảm 19 người, ở thôn còn 153 người, giảm 262 người. Số người trực tiếp tham gia công việc của thôn còn 359 người, giảm 234 người. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 277 góp phần tạo sự chủ động cho địa phương trong việc bố trí sắp xếp, thực hiện công tác cán bộ, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm được giao, nâng cao mức phụ cấp cho người đảm nhận các chức danh trên. Huyện Văn Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để các cán bộ không chuyên trách ở xã thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn được tham gia các lớp bồi dưỡng do các cơ quan, đơn vị cấp trên tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ở các chức danh đã đảm nhiệm trước đó. Công tác xét duyệt, chi trả phụ cấp và các chế độ hỗ trợ được thực hiện kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3, câu ca đó bao đời nay đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân đất Việt, nhắc nhở mọi người nhớ về cội nguồn dân tộc. Nhớ ơn công đức của các vua hùng cùng với nhân dân cả nước, nhiều làng quê ở huyện Ân Thi đã lấy ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày Tết giỗ tổ. Năm nay, không khí của ngày hội làng ở thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Bởi cùng với tổ chức ngày hội làng, chính quyền và nhân dân trong thôn phấn khởi tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đình chùa Vũ Dương. Di tích đình Vũ Dương thờ ngũ vị đại vương là năm anh em trong một gia đình đã có công lập ấp, khai khẩn ruộng đồng, dạy dân bắc cầu đắp đê, giữ nước để cấy cày, chăn nuôi đem lại cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Để tưởng nhớ công lao của các vị, nhân dân trong thôn đã lập đình thờ và lấy ngày giỗ các vua hùng để làm ngày giỗ chung. Bao đời nay, di tích đình chùa Vũ Dương luôn là hình ảnh thân quen, gắn bó với mỗi người dân địa phương và trở thành nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của nhân dân mỗi khi trở về. Không những là người con ở quê hương sống ở quê mà những con em làm ăn xa đều nỗ lực về dự hội làng, mọi người rất là tự hào. Cái phong tục truyền thống đây là hoạt động tâm linh rất là ý nghĩa để tưởng nhớ vua hùng là có công dựng nước và thế hệ con cháu có công giữ nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc và các cái phong trào phát triển kinh tế xã hội, văn hóa xã hội ở địa phương. Ở thôn An Đạm, xã Hoàng Hoa Thám, sau phần lễ hội rước kiệu tế công đồng các vị thành hoàng làng, các hộ dân trở về gia đình làm cơm để chuẩn bị cho mâm cỗ cúng. Đối với mỗi người dân trong thôn, dù cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng họ vẫn luôn nhớ về ngày hội làng và ngày quốc giỗ. Cái không khí của ngày 10 tháng 3 hàng năm của làng chúng tôi thực sự là như là một ngày Tết. Chúng tôi làm cơm, tổ chức gặp mặt các con các cháu, ôn lại cái truyền thống lịch sử của vua hùng và của địa phương. Trên địa bàn huyện Ân Thi có 43 thôn ở 18 xã, thị trấn vẫn duy trì lễ hội làng vào ngày 10 tháng 3. Trong ngày giỗ tổ, không khí ở mỗi làng quê trở nên sôi động hơn, tràn ngập niềm vui bởi sự có mặt đông đủ của các thành viên đoàn tụ sum vầy về bên nhau, nhắc nhở nhau nhớ về cội nguồn. Hơn 65 năm tuổi đời, gần 42 năm tuổi đảng, ông Trần Quang Lô, bí thư chi bộ trưởng thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, luôn tận tụy, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm đánh giá cao. Đảm nhận vai trò là bí thư chi bộ trưởng ban dân vận thôn Hạ Cát từ năm 2002 đến tháng 9 năm 2019, ông Trần Quang Lô được tín nhiệm bầu kiêm nhiệm làm trưởng thôn. Trong 5 năm qua, để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, ông Lô đã cùng ban chi ủy tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp 500 triệu đồng để góp phần xây dựng các cơ sở văn hóa thể dục thể thao ở địa phương. Đáng chú ý hơn cả, đó là vận động xây lại hoàn chỉnh 5 gian chùa Trung Quang Tự và khuôn viên trị giá hơn 10 tỷ đồng. Nhân dân là đồng tình và ủng hộ
đồng chí Lô để hoàn thành các nhiệm vụ, nói chung là từ nhà văn hóa đến chùa và đường xá cầu cống. Trưởng thôn của chúng tôi là bầu ra là tuyệt vời, không có gì chê trách cả. Đánh giá cao về đồng chí Lô về cái công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều biện pháp hình thức tuyên truyền rồi vận dụng những người có tiếng nói trong làng, trong chi bộ cùng với mình đến để tuyên truyền vận động, và cũng rất là nhiều lần thì với đến những cái thành công như bây giờ. Bằng uy tín và sự khéo léo trong công tác dân vận, ông Trần Quang Lô còn động viên nhân dân tự tháo dỡ công trình tường bao, cổng công trình phụ, hiến 1.500 m² đất thổ cư để mở rộng gần 2 km đường DH81 chạy qua địa bàn thôn. Bên cạnh đó, vận động nhân dân hiến trên 3.000 m² đất 03 làm hơn 2 km đường ra đồng. Bám sát chỉ thị nghị quyết các cấp, tuyên truyền đến nhân dân trong thôn, đồng lòng đồng sức phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Làm đồng chí bí thư chi bộ và đồng thời là trưởng thôn thì tôi xác định là một cái vị trí rất quan trọng mà phải đi đầu trong mọi công tác, tổ chức tất cả các hội nghị cũng như là tổ chức tất cả các thành viên trong tổ dân vận rồi trong hội đại biểu quân dân chính đảng, đi đến các cái gia đình tuyên truyền vận động, rồi thì trong các cái công việc ấy thì lúc nào cũng phải là đi đầu, phải gương mẫu từ cái lời phát biểu rồi thì gương mẫu rồi kể cả về vấn đề kinh tế, làm sao để cho nhân dân người ta tuyệt đối tin tưởng. Với sự tận tâm gương mẫu, ông Trần Quang Lô chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, được bà con trong thôn tin tưởng quý mến. Nhiều năm liền, ông được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp. Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ Thực vật, hiện nay bệnh đạo ôn hại lá lúa đã xuất hiện và gây hại trên các giống lúa nhiễm ở các địa phương, và cá biệt đã xuất hiện cháy lụi cục bộ ở một số ruộng bón nặng đạm. Tỷ lệ hại nơi cao 10 đến 15% số lá, cá biệt có ruộng trên 20% số lá và đã xuất hiện cháy lụi cục bộ ở một số ruộng bón nặng đạm, diện tích nhiễm trên 1.000 ha, trong đó nhiễm nặng 32 ha. Theo dự báo, trong thời gian tới bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, tái nhiễm và gây hại gia tăng nhanh từ nay đến cuối tháng 4 năm 2021 cả về diện tích và mức độ bị hại. Để bảo vệ tốt lúa vụ xuân, hạn chế tối đa tác hại của bệnh đạo ôn và sâu bệnh khác, đảm bảo đạt năng suất chất lượng lúa, các địa phương và bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh khác. Đối với bệnh đạo ôn, khi bệnh phát sinh phát triển, tái nhiễm, cần dừng ngay việc bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá, luôn giữ đủ nước trên ruộng và sử dụng các thuốc đặc hiệu để phòng trừ ngay những ruộng bị nhiễm bệnh, nên phun ướt đều hai mặt lá. Những ruộng bị bệnh nặng cần phun kép hai lần, cách nhau từ 5 đến 7 ngày, không để bệnh phát sinh phát triển ra diện rộng. Trong những năm qua, trồng hoa phát triển mạnh ở một số địa phương và đáp ứng nhu cầu càng cao của thị trường. Theo ước tính, trung bình một hecta hoa cho lợi nhuận trên 200 triệu đồng một năm. Diện tích hoa toàn tỉnh hiện nay trên 1.000 hecta, chủ yếu tại huyện Văn Giang và các địa phương như Văn Lâm, Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ. Trong đó, diện tích hoa tập trung gần 700 hecta, nằm tại 30 vùng, chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ, hoa đồng tiền, hoa giỏ treo và hoa trà hải đường. Hoa chủ yếu tiêu thụ tại địa bàn thủ đô Hà Nội và các địa phương khác. Theo ước tính, trồng các giống hoa nói trên, lợi nhuận 1 hecta thu được khoảng 200 đến 220 triệu đồng. Riêng hoa ly yêu cầu kỹ thuật cao, thu nhập có thể đạt 120 đến 150 triệu đồng trên 1.000 m² một năm. Theo đề án phát triển vùng sản xuất hoa cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, diện tích hoa có khả năng mở rộng tại các huyện thành phố khoảng 500 ha. Giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án vốn là công việc khó khăn vì liên quan đến quyền lợi nhiều người và thường nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp. Xác định rõ điều này, xã Minh Hải đã triển khai nhiều cách làm phù hợp, tạo đồng thuận trong nhân dân để đảm bảo tiến độ thi công công trình. Dự án đường DT380 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cuối năm 2020 với tổng kinh phí trên 65 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tỉnh làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm có trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường được xây dựng với chiều dài hơn 4 km. Đến nay, công trình đã triển khai khoảng 30% khối lượng, nhanh hơn so với kế hoạch. Có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của cấp chính quyền cơ sở là sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng. Trong thời gian vừa qua thì cả hệ thống chính trị cũng như là ủy ban xã, các thôn, rồi người dân ủng hộ
thì đã giải phóng mặt bằng để thực hiện cái dự án này sớm được đi vào sản xuất để nâng cao cái đời sống của nhân dân. Từ khi được tỉnh, được huyện là chấp thuận các cái chủ trương, các dự án lớn cũng như các dự án công nghiệp vào xã Minh Hải, thì từ đó thì cái người dân của Minh Hải thì cũng đã rất là chấp hành cũng như là ủng hộ các cái dự án. Sau khi dự án đi vào sản xuất thì đã tạo công ăn việc làm cho người lao động. Thực hiện cái làm cái tuyến đường 380 này thì về phía gia đình tôi thì cũng rất là phấn khởi. Thế và chúng tôi hoàn toàn nhất trí ủng hộ cái chương trình giải phóng mặt bằng, thì chúng tôi cũng sẵn sàng ủng hộ để cho thực hiện cho dự án sớm được thực hiện. Thực tế cho thấy giải phóng mặt bằng nhanh, đưa dự án vào thực hiện sớm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội lớn mà còn tạo niềm tin trong nhân dân. Hiện nay huyện Văn Lâm đang phối hợp với cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân có tuyến đường đi qua hiến đất và tài sản trên đất thực hiện giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ công trình. Trong quý 1, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 228 vụ sản xuất kinh doanh vận chuyển hàng hóa thương mại dịch vụ, trong đó phát hiện và xử lý 159 vụ vi phạm với tổng số tiền thu giữ hàng hóa phát mại và xử phạt hành chính trên 1 tỷ đồng. Trong số các vụ vi phạm bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện và bắt giữ, nổi bật nhất từ đầu năm đến nay phải kể đến là vụ phát hiện và xử lý cơ sở sản xuất quần áo giả, nhãn hiệu thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Adidas, Nike, Gucci và một kho lớn chứa hàng hóa để kinh doanh bằng hình thức bán hàng online trên Facebook. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh đang kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo các loại do nước ngoài sản xuất. Đại diện hộ kinh doanh chưa xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hơn 7.000 sản phẩm hàng hóa các loại, bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo các loại, có dấu hiệu nhập lậu để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đê sông Hồng đoạn qua địa phận huyện Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang đến sông Luộc đoạn qua huyện Tiên Lữ, Phù Cử là công trình phòng chống lũ lụt trọng yếu, cấm xe tải trọng lớn lưu thông. Tuy nhiên, tình trạng xe tải trọng lớn quá khổ quá tải công khai ngày đêm cày xới trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Tuyến đê sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ có rất nhiều xe bồn chở bê tông tươi từ các trạm trộn đặt ngoài đê sông Hồng. Tại khu vực bãi khai thác cát phường Minh Khai, lượng xe trọng tải lớn ra vào chở cát tấp nập. Dù trên đê có hệ thống biển báo tải trọng xe cấm xe trên 12 tấn, nhưng các xe tải trọng lớn cơi nới vẫn công khai hoạt động. Đặc biệt đoạn qua phường Lam Sơn ra đường Phạm Bạch Hổ đi ra quốc lộ 38 đã có nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng. Xe chở đầy áp mắt nhưng chỉ đậy bạt theo kiểu chống đối nên vật liệu rơi vãi bụi bẩn đầy đường. Xe bị quá tải nhiều quá, chạy đây nhiều quá mà bây giờ rất nhiều này chạy cả ngày cả đêm giờ mà không nào đi tạm hết rồi, ổ gà ổ trâu hết. Tương tự tại khu vực bến cát, trạm trộn thuộc xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, hàng đoàn xe trọng tải lớn cày xới bụi mù đoạn đường này. Biển cấm tải trọng 10 tấn trở lên, nhưng xe có trọng tải lớn vẫn cơi nới thành thùng, chở đầy hàng rồi tỏa đi các vùng lân cận nhưng không bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Thực trạng này không chỉ làm hư hỏng đường mà còn gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ôi trời ơi, đi chạy cả đêm, đi cả đêm chúng tôi cũng chả ngủ được mà ấy, đi ngày ấy, cứ liên khúc chả lúc nào là từng bãi cát nhiều lắm, ngày nào phải quét bụi hàng mấy lần. Trong khi đó, việc kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện tại các cơ sở đầu nguồn hàng, kho bãi, bến cảng chưa được duy trì thường xuyên. Một số địa phương có cảng, mỏ và cuộc chưa quyết liệt trong kiểm soát xếp hàng hóa lên xe và chưa kiên quyết xử lý chủ mỏ, chủ cảng vi phạm. Tình trạng xe quá tải trọng ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài khiến người dân đang rất bức xúc.